Trong 10 tháng xung đột, quân đội Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây để tiến hành các cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ. Hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ vũ khí đã được các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ, đổ vào Ukraine. Nhưng đến nay, các nước vẫn miễn cưỡng trong việc gửi vũ khí tầm xa cho Kiev. Trong khi đó, theo giới chức Nga, sau 9 tháng chiến đấu với Nga, tiềm lực quốc phòng của Ukraine đã gần như bằng không. Hãng tin Reuters cũng cho biết, ngành công nghiệp quân sự của Ukraine đã gặp rất nhiều khó khăn do các đợt không kích bằng tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Trong bối cảnh ấy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm Mỹ, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2, nhằm thúc đẩy Mỹ chuyển giao 5 loại vũ khí tiến công uy lực để giúp Kiev duy trì chiến sự, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không Patriot. Hôm nay, tôi thông báo về hỗ trợ an ninh tiếp theo của chúng tôi cho Ukraine. Gói hỗ trợ an ninh trị giá 1,85 tỷ đô la, bao gồm cả việc chuyển giao trực tiếp các thiết bị mà Ukraine cần, cũng như các hợp đồng cung cấp đạn dược mà Ukraine sẽ cần trong những tháng tới cho pháo binh, xe tăng và bệ phóng tên lửa của họ. Quốc hội Mỹ sau đó cũng thông qua gói viện trợ quân sự và kinh tế trị giá gần 45 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Theo AFP, tên lửa Patriot là một loại vũ khí tối tân hàng đầu trong số các công nghệ của Mỹ sử dụng trong lĩnh vực quân sự, được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, từ nhiều tháng qua, Washington đã rất thận trọng trước yêu cầu của phía Kiev về việc cung cấp hệ thống này do lo ngại nguy cơ bị lôi kéo vào vòng xoáy chiến tranh. Phản ứng trước động thái của Mỹ, Điện Kremlin tuyên bố, việc Washington cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine sẽ không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu của mình. Cũng như bất kỳ phương tiện quân sự nào khác mà quân đội Ukraine đang sử dụng, phi quân sự hóa vẫn là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Trên thực tế, Mỹ và các quốc gia khác đã liên tục cung cấp cho Ukraine nhiều lựa chọn vũ khí có năng lực kỹ thuật cao hơn, nhưng điều đó không góp phần giải quyết xung đột, thậm chí còn phản tác dụng.